chiến đấu. Bây giờ chúng tôi đang ở sân trượt tuyết ở trong nhà. Anh Mr. Vũ. Bên này mà rét thế này thì chắc tôi chết. Ở Nhật đi thế này này. Ui. Có Hàn nữa. Ừ, Nhật với Hàn nhưng mà mình may mình mang mấy cái áo dày hả? Bút hết tay. Ai đấy? Không ai cả. Người ta kìa. Quay à? Quay luôn. Ừ, vẫn đang quay mà. Đang quay đi. 48 giây ấy đi. Hồi tay này. Rét thật. Sợ chưa? Không sợ, đang run. Đang vươn lên thế này nhưng mà váy không trượt được này. Trời ơi, mặc váy không thể trượt được tuyết này. Tiếc nhỉ. Nó đi với anh Đức rồi. Phải. Ra đi. Ê 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
kết thúc video.